Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, hôm nay Phương Nguyên có mời quý cô tín hữu trong Trung tâm Truyền giáo Việt Nam hiện diện trong buổi hội luận về đề tài có nên treo hình Chúa trong nhà hay không. Trong nhà của nhiều con cái Chúa ngày nay có treo hình chân dung của Chúa Giêsu. Chân dung của Chúa có thể là một bức tranh vẽ hay được điêu khắc trên gỗ hay đá mài. Hình Chúa được treo ở những nơi trang trọng trong phòng khách, phòng làm việc. Tôi có một số thắc mắc về chân dung thực sự của Chúa Giêsu. Trước hết xin hỏi quý cô, hình Chúa Giêsu có rất nhiều và khác nhau. Hình của Chúa mà chúng ta thấy hiện nay từ đâu mà có? Bức ảnh lâu đời nhất của Chúa Giêsu xuất hiện từ bao giờ? Xin mời cô. Cảm ơn Phương Nguyên. Sau đây là vài tranh vẽ của Chúa Giêsu được đa số con cái Chúa chọn để treo trong nhà. Có 5 bức ảnh của Chúa Giêsu được xem là cổ nhất. Bức ảnh nhất, Người chăn chiên nhân lành, thế kỷ thứ 3. Tấm hình vẽ này được thực hiện vào thế kỷ thứ 3 và về Chúa Giêsu lúc còn trẻ, vác trên vai con chiên. Một trong những hình ảnh cổ nhất mô tả Chúa Giêsu đã được tìm thấy bên trong hầm mộ của Thánh Calixtus nằm trên đường Appian Way ngoài thành Roma. Hầm mộ này được xây bên trong các đường hầm đào vào đá núi lửa xung quanh thủ đô nước Ý sau năm 150, được đặt theo tên của Đức Giáo Hoàng Calixtus I, triều đại từ 218 tới 223, người đã tử vì đạo để bảo vệ đức tin. Bức ảnh thứ hai, ngưỡng mộ bà Mary, thế kỷ thứ 3. Đây là bức hình miếng đá làm nắp của một quan tài, hiện đang cất giữ tại bảo tàng của Vatican. Hình ghi là hình ảnh các bác sĩ thông thái đông phương đến chiêm ngưỡng hài nhi Giêsu và bà Mary và dâng lễ vật lên Chúa. Tấm hình thực hiện vào thế kỷ thứ 3. Bức ảnh thứ 3, Chúa trị lành người bại, thế kỷ thứ 3. Bức tranh này được treo trên vách của một nhà thờ tại một thành phố cổ xưa thuộc xứ Syria, mô tả câu chuyện Chúa trị lành người bại, mô tả trong sách Phúc Âm Mác chương 2. Và bức tranh này được thực hiện vào giữa thế kỷ thứ 3. Bức ảnh thứ 4, Chúa Giêsu với Phi-rơ và Phao-lô hai bên, thế kỷ thứ 4. Bức ảnh của thế kỷ thứ 4 tìm thấy trong ngôi mộ của hai vị thánh tử đạo là Marcellinus và Peter. Bức hình vẽ hình Chúa Giêsu ở giữa, hai bên là Phi-rơ và Phao-lô, dưới chân là 4 vị thánh tử đạo, Gorgonius với Marcellinus và Peter và Tiberius, phân chia bởi chiên con ở chính giữa. Bức ảnh thứ 5 là đấng toàn năng chiến thắng Pantocrator, thế kỷ thứ 6. Pantocrator chữ Hy Lạp có nghĩa là Ngài có quyền tối thượng trước vạn vật. Giới học giả và thần học phân tích rằng danh từ Hy Lạp này dùng để diễn dịch lại hai chữ của người Do Thái nhằm mô tả Chúa Trời trong Cựu Ước, gồm Sabaoth, Chúa Tể mọi loài, và sau đó là El Shaddai, đấng toàn năng. Và bức họa Pantocrator cổ nhất còn sót lại đến ngày nay đang được đặt trong Viện Thánh Catherine ở núi Sinai, Ai Cập. Có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 6 hoặc 7. Hình ảnh bám thân của Chúa Giêsu được họa trên tấm bảng gỗ với bàn tay phải trong tư thế truyền giảng, còn bàn tay trái cầm quyển thánh kinh. Giới học giả công nhận đây là một trong những tác phẩm quan trọng và nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật Byzantine cũng như Cơ Đốc giáo phương Đông. Thưa quý cô, trong Kinh Thánh hay trong Bảo tàng Viện Cơ Đốc giáo có chỗ nào cho biết chân dung thật của Chúa Giêsu như thế nào hay không? Bảo tàng Viện Thế giới không có hình hay ảnh chân dung thật sự của Chúa Giêsu. Trong cả 4 sách Phúc Âm, không sách nào mô tả một cách chi tiết về khuôn mặt lẫn hình dáng của Chúa Giêsu. Chỉ có một lời duy nhất là lời của tiên tri Ê-sai về Chúa Giêsu: Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Trích trong Ê-sai đoạn 53 câu thứ 2. Lời tiên tri cho thấy hình dung của Chúa Giêsu sẽ không như người ta cố ý mong đợi. Lời tiên tri cho biết đấng Mêsi có hình dáng và diện mạo thông thường như bao nhiêu người đàn ông Do Thái lúc ấy. Do đó, không ai biết gương mặt, hình dáng của Chúa Giêsu như thế nào. Hình ảnh của Chúa Giêsu là do trí tưởng tượng của con người khi khắc họa, nên chúng ta có những hình ảnh khác nhau về đấng cứu thế. Theo tôi, Đức Chúa Trời không muốn cho nhân loại sau này chú ý đến hình dung bên ngoài của Chúa Giêsu, mà muốn nhân loại chú ý Chúa Giêsu là ai
và Ngài đã làm gì khi còn trên đất. Vậy thì các bức ảnh của Chúa Giêsu hiện nay mà chúng ta thấy treo trong nhà thờ hay bày bán ngoài chợ từ đâu mà ra và tấm nào là giống Chúa Giêsu nhất, thưa cô? Thưa cô, các hình cổ xưa của Chúa Giêsu chỉ thấy trong các viện bảo tàng. Hình vẽ chân dung Chúa Giêsu phổ thông chỉ xuất hiện từ khoảng năm 1090. Người ta vẽ chân dung Chúa Giêsu hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng của họ và cảm xúc của họ về Chúa Giêsu. Vì thế, các hình vẽ của Chúa Giêsu khác nhau, nước da ngâm hoặc trắng, tóc dài chấm vai hoặc ngắn, tóc thẳng hoặc xoăn, màu tóc, màu đen, màu hung hay bạch kim, râu dài hay râu ngắn, khuôn mặt gầy guộc hay đầy đặn, các vần hào quang xung quanh hay không có. Cũng có thể hình Chúa Giêsu được vẽ theo mẫu của một tài tử đã từng đóng vai Chúa trong một bộ phim về cuộc đời Chúa Giêsu. Cho dù bất cứ họa sĩ nào vẽ theo trường phái nào đi nữa, thì tất cả các hình vẽ đấy không phải là hình ảnh thực sự của Chúa. Cảm ơn cô. Vậy thưa cô, tôi có một thắc mắc. Các nhà khảo cổ người Tây Ban Nha công bố đã tìm thấy các mảnh vỡ từ một cái đĩa cổ thủy tinh thuộc thế kỷ thứ tư sau công nguyên. Mảnh vỡ được tìm thấy tại Castulo ở Andalusia, Tây Ban Nha. Trên mặt đĩa có khắc họa hình Chúa Giêsu cùng hai sứ đồ Pierre và Paulo. Hình Chúa Giêsu khác rất nhiều so với những gì mà người ta gán cho Chúa bấy lâu nay. Tóc xoăn ngắn, không để râu. Như vậy thì Chúa Giêsu có mái tóc dài hay là ngắn? Xin cô cho ý kiến. Thưa Phương Nguyên, hình chân dung Chúa Giêsu trong nhà các con cái Chúa đều là hình với mái tóc dài. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Chúa Giêsu tóc dài. Trái lại, có những lý lẽ khiến chúng ta có thể tin rằng trong thời của Chúa Giêsu, người đàn ông để tóc ngắn, Đức Chúa Trời quy định luật cho người Pharisee không được cạo đầu, nhưng phải để tóc dài cho đến khi nào sự hứa nguyện hoàn tất. Dân Số Ký đoạn 6 câu 5. Sau khi xong thời gian làm Nazire, người đó phải cạo đầu. Như vậy, việc để tóc dài chỉ dành riêng cho người Nazire mà thôi. Và chỉ trong một khoảng thời gian, Chúa Giêsu không ở trong trường hợp đó. Sách Tiên Tri ACGN đoạn 44 câu 20 cho thấy các thầy tế lễ được quy định chúng nó sẽ không cạo đầu và không để tóc dài, nhưng sẽ cắt tóc. Chúng ta cũng đọc thấy trong một Corinto đoạn 11 câu 14. Chính lẽ tự nhiên, há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Khải Huyền mô tả hình dáng các tà linh xuất hiện trong thời kỳ sau cùng. Nó có tóc giống đàn bà. Khải Huyền đoạn 9 câu 8. Do đó, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu lúc sống ở thế gian có tóc ngắn. Thưa cô Vân, nếu không phải là hình ảnh thật sự của Chúa Giêsu, thì tại sao con cái Chúa treo hình không phải là Chúa Giêsu trong nhà và nghĩ rằng đó là hình Chúa Giêsu? Thưa cô, Cơ Đốc nhân có nên hay có cần treo hình Chúa Giêsu trong nhà hay không? Chắc chắn hình Chúa Giêsu treo trong nhà chỉ là hình ảnh tưởng tượng mà thôi. Nếu bạn có người thân yêu ở trong gia đình qua đời, bạn muốn treo hình của người ấy trong phòng, nhưng người ấy không để lại hình ảnh hay di họa nào, có thế nào bạn chấp nhận treo hình của một người khác và bạn nói rằng hình này tượng trưng cho người thân yêu của bạn? Tóm lại, chúng ta có nên treo hình dung của Chúa Giêsu mà chúng ta biết đó không phải là Chúa Giêsu và Chúa Giêsu lại để tóc dài? Câu trả lời của tôi là không cần và không nên treo hình nào cả của Chúa Giêsu khi mà chúng ta biết chắc chắn hình đó không phải là hình của Ngài. Cảm ơn các cô đã dành thời gian cho chương trình. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình có giới hạn, chúng tôi xin tạm dứt chương trình tại đây. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị gặp mọi điều may mắn và cuộc sống bình an. Xin kính chào. Đời người rồi qua mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.